Hôm nay Liên hướng dẫn cho các bạn trẻ làm eyelash lông mi giả nha các bạn. Hello thằng dậu lị hộ. Cấm nhật lên ngồi chủ giấc cơ ngạn chịp mu bị tài ca thảy. Hà dậu ca hạt lê hồi dư trường ca. Cấm nhật lên ngồi thì trường lê ngồi thì dư hài chỉnh chừng hài trường ngồi thì chỉnh tuyển. Các chị chung sai. Các chị trường có cha ha. Hôm nay khách của Liên á, yêu cầu Liên làm dài. Tiếng Anh gọi là long nha. Nhưng mà không phải là mình chỉ có làm cái loại dài không nha các bạn. Liên làm Liên phải trộn vô cái ngắn ở ngoài trước, cái trung ở chính giữa, cái dài ở ngay cái đuôi nha các bạn. Right, short, medium and long, we mix it. Trước khi á, bây giờ mình xài cái loại này ha. This is individual lashes. Cái loại này nó không có cái nút ở dưới cái gần mắt nha. Có nhiều loại có cái nút nó dày, nó cộm ở dưới nha các bạn. Cái này là loại cục nè, short, tuyển kìa. Các anh chị đi coi hãy chung size là loại chung ha, medium. Này là dài, trường kìa. Hãy gặp tay gặp mỹ cái thù kìa. Long, we do a mix. Cũng hỏi tỷ lá chào vô khao là hơi ha. Tại ca thấy chị ngõ tiếng nhắn chù là bị sờn cuối tùm thấy tổ có đi ngạn cao ha. Sáng mày tôi ngạn lên ngồi tìm mũ thấy tổ có chi ngạn cao hãy sờn cu ha. Nếu mà các bạn dính nguyên cặp ở trên á thì mình nhắm mắt xuống á thì sẽ thấy đường keo ở trên nha các bạn. Hướng dẫn các bạn làm kỹ, kinh nghiệm 20 năm nha các bạn. Ngồi duyên hay chù chỗ hay dạo gì sập liền cho kinh nghiệm ha. Cũng hỏi thì chù á hay ừ, lục phanh chị sập phanh thầy dắt tôi ngại mị gà. Mình làm chỉ có khoảng 10 phút một cặp chân mày ha. Làm hai cộng một đôi đôi á, cái mình giật mình bỏ vô nó nhanh lắm ha các bạn. Mình chỉ có làm hai cặp mắt, nếu mà nó không có chảy nước mắt này nọ mình chỉ có làm được á khoảng là 10 phút là mình xong rồi nha. Nếu mà người nào mà chảy nước mắt thì mình sẽ cắt sẵn tấm giấy thấm nước mắt nha các bạn. Ngõ tì vô chuyển tiền chân chỉ say say đó. Cũng mới lên ngõ tì chầu tay hãy chắc pin tù dì của hơi dâu màn dắt hơi dâu hay lầu ngãn sổi ra. Ngõ tì vô lõ chân chỉ say say chân một công tài chân cũng mà anh hãy xót ngãn lùi ha. Dì của hơi dắt lầu ngãn lùi lên ngõ tì cảo mình tìm ra hơi hủ lội hơi xin chỉnh duyên ra giống vậy mạng công lầu ngãn lùi ngõ tì mũ hỏ lần hãy trụ tổ dì của có hát hơn lầu ngãn lùi lá hay sập phanh chung mà tại diễn trù chỗ giấc cò ai lạc ha. Rồi thấy chị ngồi tìm anh chủ á các bạn ơi, bây giờ làm chân mày giả cho khách nó làm lon ha. Mình để short nè, chút xíu short cái ngắn ở ngoài trước nha, xong rồi cái medium có loại chung ở chính giữa, sau đó mình mới để loại lon nha các bạn. Rồi hướng dẫn cho các bạn làm cho nó dễ làm ha. Trước khi á mình làm cái ngắn ở ngoài trước mình đã giật lên hai cộng nha các bạn. Mình sẽ lấy loại keo này ha các bạn. Đó, mình đổ một chút xíu keo vào đây. Một chút xíu keo ha. Một chùm hai cái á, chứ mình để gấp lên như vậy nha. Thì mình lật ngược lên mình làm như vậy nè, đó. Đó mình hút nó ha, rồi mình bỏ vô. Lúc trao cho ai kìa, và mình sẽ bỏ cái nhỏ ở ngoài trước đây nè các bạn, bỏ khoảng 10 cộng nha, hai cộng là 10 cộng ở đây, bỉ lạng thiều dắt chày hay cộng dắt chày bỉ sập thiều ấy chìm biển ha. Xin chào các bạn, mình để vậy ha. Mình để loại chung medium, put the few and short and the fun and the medium and the chin there. Đó, mình để cái medium ở đây tay và chung sai hãy chung can có đi tiễn ra chầu tay hãy gặp tiền cấm lãng thiểu thầy cặp là hơi hai chưa đi. I'm good baby. Để khoảng 10 cộng size chung ở đó. Xong rồi mình sẽ đổi cái loại dài. Bây giờ mình sẽ đổi cái lon ha. Cái nửa chừng mình để cái lon. Mình để với các bạn mình để với cái nửa chừng ha. Đó cái dài mình để ngoài sau ha.
make it full, right? Yeah, when I turn, I put more on. It's good, I'm holding it good. Đó, mình sẽ lấy cây kèm, mình kẹp lại như vậy nha các bạn, đó. Rồi nếu khi nếu mà người ta chảy nước mắt á, thì mình sẽ kiếm tấm giấy mình chùi ha. Đó, các bạn thấy không, thấy tự nhiên không, con mắt nè. Đó, mình làm như vậy mình không có thấy cái keo ở ngoài trên đây nè. We put under bottom, we don't see the glue under here, so we look natural looking. Look beautiful. Thấy không các bạn, thấy đẹp chưa nào các bạn? Look up. Look out. Hữu Lan đó thầy cẩn giảng. Có câu hỏi tiền sản còn con to danh vậy hãy đồ lé thầy cái dành hữu trù hãy ra salon đó. Look beautiful. Thank you. Ừ. Ừ. Kinh hay chỗ gì có tôi ngạm rất mô là giữa tại ca thấy tổ ai diện ngoài hữu chung gì ca tại cầm cái này biển ngọ lá hả to che tại ca sau thầy à, các bạn ơi Liên đã làm xong cặp mắt của người khách rồi. Cảm ơn cả nhà xem video của Liên nhé, nếu thấy hay nên nhấn like và chia sẻ ủng hộ cho Liên nhé. Thank you.